Thì còn dưới giai đoạn kiểm toán nhà nước Việt Nam thì chúng tôi cố gắng hoàn thành tròn một cái chức năng đánh giá xác nhận kết luận kiến nghị theo quy định của pháp luật và theo đúng lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúng vai trò bài. Có đại biểu chất vấn Tổng Kiểm toán có giải pháp tăng cường kiểm tra giám sát đối với những hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm toán, vừa phòng chống tiêu cực nhưng vẫn khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm trong thực thi công vụ. Mặc dù có nhiều cố gắng của ngành nhưng đâu đó cũng có những hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên. Về quan điểm của Tổng Kiểm toán về ý kiến này thì thế nào? Đây chỉ là những con sâu làm rầu cái kênh, và chúng tôi kiên quyết để loại bỏ những con sâu này để giữ được đạt được chuẩn mực. Và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục rà soát hoàn thiện các cái văn bản để làm sao mà kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tham nhũng tiêu cực của những cái cá nhân trong thực hiện công vụ. Với vị trí là người đứng đầu một trong những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, mong Tổng Kiểm toán cho biết phải làm gì để một mặt xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng nhưng mặt khác vẫn bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm. Trong thời gian tới thì tôi cho rằng phải hoàn thiện thể chế để quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng công chức, trong đó quy định công chức ngồi vào một vị trí A chẳng hạn thì phải làm gì, không được làm gì, rõ quyền trách nhiệm gắn với quyền lợi và đi đôi với lợi là công tác kiểm tra giám sát và xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để không muốn và không cần tham nhũng. Tại phiên chất vấn, vấn đề cấp phép công ty kiểm toán, chất lượng kiểm toán viên, kiểm định viên sau vụ ngân hàng SCB cũng là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tranh luận. Thông tin đại chúng cho thấy nhiều công ty kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của SCB, tuy nhiên không phát hiện ra được dấu hiệu bất thường tại ngân hàng này. Xin Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước đối với các vụ việc như SCB trong thời gian vừa qua. Cái việc này không liên quan gì đến kiểm toán độc lập, nó không thuộc đối tượng, không thuộc phạm vi theo quy định của luật kiểm toán độc lập. Thì đây là công ty đại chúng và SCB thuộc đối tượng bắt buộc kiểm toán độc lập và trách nhiệm là thuộc về các doanh nghiệp kiểm toán độc lập đã cung cấp dịch vụ kiểm toán với kiểm toán báo cáo của SCB. Khi mà kiểm toán về ngân hàng nhà nước thì kiểm toán nhà nước mặc dù không kiểm toán SCB nhưng cũng đã nói cùng là kiến nghị và lưu ý về đối với SCB. Còn đối với kiểm toán độc lập thì giai đoạn 2012-2016 thì như vậy là SCB đã thuê cái công ty kiểm toán nước ngoài là Ernst & Young thực hiện và thực hiện kiểm toán, và năm 2017 cho đến 2019 thì công ty kiểm toán Deloitte cùng công ty kiểm toán của nước ngoài thực hiện, và đến giai đoạn 2022 thì công ty kiểm toán KPMG thực hiện. Và trong thời gian sắp tới với vai trò chức năng nhiệm vụ và phạm vi công tác của mình được chính phủ giao và luật định thì chúng tôi tiếp tục nâng cao cái chất lượng kiểm toán độc lập để phục vụ cho cái dịch vụ kiểm toán của các cái cơ quan đơn vị cũng như các doanh nghiệp. Kết luận phần chất vấn với Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đánh giá Tổng Kiểm toán nhà nước lần đầu tiên trả lời chất vấn nhưng đã nắm chắc vấn đề, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng. Sau khi thi đấu tỉnh các thì cũng còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, về giải pháp về mặt lâu dài thì chúng ta cũng thấy được là không phải tất cả các vận động viên đều được trở về lại với các cái cơ quan để làm huấn luyện trong các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước quản lý, mà cũng phải nhận thức rằng tiếp tục đổi mới hơn cách tiếp cận để có thể giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau. Và vì vậy mà chúng tôi đang đề xuất với chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành để tập trung đánh giá tổng thể về tác động hệ thống chính sách vừa qua, và sau cái đó để đề xuất chính phủ ban hành những chính sách mới sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên để có thể tập trung yên tâm thi đấu và sau đó được phát triển ngành nghề theo những nguyện vọng sở trường của mình. Dư luận xôn xao trước hàng loạt các vụ việc vận động viên thành tích cao, tố cáo huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn. Những vụ việc trên đã làm xấu đi hình ảnh thể thao Việt Nam trong mắt công chúng. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp lâu dài để quản lý và đảm bảo không tái diễn tình trạng trên. Khi phát hiện ra, chúng tôi đã kiên quyết xử lý và cũng thực hiện cái phương châm chỉ
để xem xét điều tra khi có dấu hiệu tội phạm. Chúng tôi cũng biết hơi chậm, cái này cũng phải kiểm điểm lại. Chúng tôi cũng thấy là làm người lãnh đạo cấp trên, mặc dù nó diễn ra ở dưới cái đơn vị nhỏ trung tâm thì cũng không thể biết được, nhưng mà cũng có thể nói rằng là chúng ta cần làm vấn đề và không biết. Thì giải pháp là thế này, trước hết là chúng tôi cho bổ sung hoàn chỉnh cái quy định mà Bộ đã ban hành, là quy định về quản lý đội tuyển. Trong quy định này có rất rõ từng điều khoản chương mục, từ tập luyện đến công tác quản lý, thì bây giờ phải rắc vào cái này. Và thứ hai là tăng cường chất lượng kiểm tra. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng quan tâm có giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng, cũng như nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những giải pháp đột phá gì nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ở vùng cao, cái khu đất rộng đẹp nhất thì được chính quyền dân cho đó là nơi để mà xây dựng cái nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Đó cũng là nơi họp tổ đảng, họp chi bộ, là nơi để họp nhân dân của cái thôn bản đó. Mà vừa rồi chúng tôi đi Yên Bái, đi Bắc Cạn thì chúng tôi thấy cái việc này các đồng chí tỉnh ủy lãnh đạo rất là sát. Thì tôi mong rằng là chính quyền địa phương chúng ta vẫn dùng linh hoạt, sáng tạo và tập trung cái nguồn lực để xây dựng, và trong đó có nguồn lực từ nhân dân đóng góp. Đến hết năm 2023, khi đánh giá về các dự án trong chương trình mục tiêu, thì hai mục tiêu này về lĩnh vực văn hóa cơ bản đã đạt. Cụ thể là mục tiêu 80% thôn có nhà văn hóa cộng đồng thì hiện nay đã đạt 92%. Thứ hai là 50% thôn có đội văn hóa văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên thì hiện nay theo đánh giá từ các địa phương là đã có 56,1% các thôn đã có các đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Như vậy so với mục tiêu quốc hội đặt ra là cơ bản